Bình chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao du lịch tiêu biểu là hoạt động thường niên do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Sáng nay tại Hà Nội, Báo Văn hóa, đơn vị chủ trì đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức họp báo công bố bình chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao du lịch tiêu biểu năm 2022. Việc bình chọn được thực hiện qua hai hình thức, trực tiếp và trực tuyến. Đã có 55 đơn vị với 111 sự kiện của các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình được đề cử. Trên cơ sở đề cử từ các đơn vị, 15 sự kiện tiêu biểu nhất đã được tổ chức hoạt động bình chọn, lựa chọn ra 10 sự kiện tiêu biểu nhất trong năm 2022, gồm 1. Triển khai thực hiện kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc năm 2021. 2. Quốc hội thông qua Luật Điện ảnh sửa đổi năm 2022. 3. Đàm phán thành công việc hồi hương ấn vàng Hoàng đế Chi Bảo. 4. Nghệ thuật làm gốm của người Chăm được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp. 5. Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ 6. 6. Hoạt động văn hóa thể thao du lịch kỷ niệm năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào. 7. Di sản tư liệu Bia Ma Nhai, Ngũ Hành Sơn và hệ thống văn hóa bản làng Trường Lưu, Hà Tĩnh được ghi danh vào danh mục di sản tư liệu khu vực châu Á-Thái Bình Dương. 8. Tổ chức và thi đấu thành công tại SEA Games 31. 9. Lần đầu tiên đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tham dự World Cup 2023. 10. Đại hội thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 9. 11. Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam thi đấu vượt chỉ tiêu tại ASEAN Paragames 2022. 12. Việt Nam mở cửa hoàn toàn du lịch từ ngày 15 tháng 3 năm 2022. 13. Du lịch nội địa phục hồi mạnh mẽ đạt 110 triệu lượt khách năm 2022. 14. Quảng bá xúc tiến du lịch qua lễ hội du lịch văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc. Và 15. Quốc hội thông qua luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi năm 2022. Hoạt động bình chọn được tổ chức dưới hai hình thức, tổ chức bình chọn trực tiếp vào ngày 6 tháng 12 năm 2022 và tổ chức bình chọn online tại địa chỉ sự kiện văn hóa thể thao du lịch.bovanhoathethaodulich.gov.vn. Thời gian bình chọn trong 3 ngày tính từ 8 giờ 30 phút sáng ngày hôm nay mùng 6 tháng 12 đến 17 giờ ngày mùng 9 tháng 12 năm 2022. Danh sách 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2022 sẽ được ban tổ chức công bố sau khi tổng hợp kết quả bình chọn từ hai hình thức trên. Thủ tướng vừa có quyết định về việc chuyển trường Đại học Bách khoa Hà Nội thành Đại học Bách khoa Hà Nội. Đây là trường đại học đầu tiên của Việt Nam được chuyển lên mô hình đại học, ngoài hai đại học quốc gia, ba đại học vùng. Việc chuyển đổi này ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của dư luận về thuật ngữ trường đại học và đại học. Hai tên gọi này có gì khác nhau? Theo quy định của Luật Giáo dục Đại học thì việc chuyển trường đại học thành đại học không đơn giản là việc chuyển tên cơ sở giáo dục đại học, mà là chuyển mô hình hoạt động từ đơn lĩnh vực sang đa lĩnh vực, có sự phát triển cả về chiều rộng, về quy mô đến chiều cao về trình độ đào tạo, thể hiện năng lực tự chủ cao. Đại học Bách khoa Hà Nội hình thành trên cơ sở trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã phát triển, lớn mạnh, đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, là đã được công nhận đạt chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục đại học, có ít nhất 3 trường thuộc trường đại học đã được thành lập, có ít nhất 10 ngành đào tạo đến trình độ tiến sĩ, có quy mô đào tạo chính quy trên 15.000 người và có ý kiến chấp thuận của cơ quan quản lý. Ngày 2 tháng 12 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định về việc chuyển đổi trường Đại học Bách khoa Hà Nội thành Đại học Bách khoa Hà Nội. Đây là cái sự tin tưởng của Chính phủ và của Bộ Giáo dục Đào tạo đối với nhà trường, và sự chuyển đổi này thì cũng đã được Đại học Bách khoa Hà Nội chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng, cẩn trọng, và đây là sự kế thừa của những kết quả kinh nghiệm của quá trình thực hiện tự chủ trong suốt một thời gian dài ở Bách khoa Hà Nội, và chúng tôi đã được thực hiện với tinh thần quyết liệt, đảm bảo sự phát triển đúng với định hướng, tầm nhìn và sứ mạng của nhà trường. Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết sẽ thực hiện phân cấp tự chủ mạnh nhưng không phân lập, không xây dựng các trường đại học thành viên. Các trường thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội không có tư cách pháp nhân và quyền tự chủ phù hợp với năng lực của một trường đại học như trong các đại học quốc gia hay đại học vùng. Điều này chính là khác biệt so với mô hình đại học quốc gia, đại học vùng hiện nay. Các năm tuyển sinh thì phải khoa khoảng 6 cho đến 7 ngàn. Và các ngành đào tạo thì thiên hướng nhiều về khối khoa học kỹ thuật, khoa học tự nhiên và một số ngành khoa học kinh tế hoặc là ngoại ngữ. Còn Đại học Quốc gia Hà Nội là tổ hợp của các trường đại học thành viên, các khoa trực thuộc
hướng tới đa ngành, đa lĩnh vực. Trong 7 nhóm tuyển sinh của Bộ Giáo dục Đào tạo công bố 7 nhóm ngành, thì Đại học Quốc gia nó có 6 trên 7 nhóm ngành, trừ một nhóm ngành còn lại, đó là nhóm ngành về thể thao, âm nhạc, mỹ thuật, là Đại học Quốc gia nó chưa có. Còn những ngành đào tạo còn lại thì Đại học Quốc gia đã và đang và hoặc là triển khai thí điểm trong thời gian tới. Theo luật giáo dục đại học, có hai cách để hình thành một đại học là chuyển trường đại học thành đại học theo cách mà trường Đại học Bách khoa Hà Nội vừa thực hiện và các trường đại học đang hoạt động tự nguyện liên kết thành đại học. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đối với những trường nhỏ, nếu muốn phát triển thành đại học thì chỉ có liên kết với nhau là con đường ngắn nhất, nhưng cũng rất khó thành công. Dự kiến ngày 1 tháng 2 tới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ trao quyết định cho Đại học Bách khoa Hà Nội. Thưa quý vị, dự án giao thông trọng điểm đường Vành đai 4 vùng thủ đô đi qua Hà Nội, Bắc Ninh và Hưng Yên đã bắt đầu được triển khai. Đến nay, hai địa phương Bắc Ninh và Hưng Yên dù mới thực hiện được việc kiểm đếm đã phát sinh nhiều vấn đề mới trong công tác giải phóng mặt bằng. Và trước thực tế này, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, trưởng ban chỉ đạo triển khai dự án xây dựng đường Vành đai 4 vùng thủ đô đã yêu cầu cả ba địa phương cần tăng cường trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, cách làm của nhau để tháo gỡ, vận dụng giải pháp tạm ứng ngân sách đảm bảo đúng quy định của pháp luật, giúp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Bắc Ninh có gần 2.000, Hưng Yên gần 3.000. Đây là số ngôi mộ nằm trong chỉ giới đường đỏ, dự án đường Vành đai 4, vùng thủ đô, cần phải di rời. Hiện hai địa phương đều hoàn thành các công tác đo đạc bản đồ, thống kê quy chủ, kiểm đếm cơ bản đầy đủ, xác định địa điểm tái định cư, di chuyển mồ mả. Khó khăn, vướng mắc chung của các địa phương hiện nay là dự án thành phần liên quan đến giải phóng mặt bằng đều chưa được phê duyệt. Quan trọng nhất hiện nay là làm sao để mà sớm phê duyệt được cái dự án một thành phần 1.3. Đấy là thứ nhất. Có phê duyệt được dự án một thành phần 1.3 thì cái câu chuyện là ứng vốn thì không vấn đề gì. Theo luật ngân sách và luật đầu tư thì chúng tôi có thể ứng vốn được. Để tháo gỡ vướng mắc chung, các tỉnh đề nghị sớm tổ chức họp thường trực ban chỉ đạo thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội để tổng hợp các vướng mắc báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, địa phương này cũng sẽ chọn lọc cách làm sáng tạo của Hà Nội để vận động người dân đồng thuận trong công tác di chuyển mồ mả phục vụ cho dự án. Để đảm bảo cho cái việc thực hiện này nó thống nhất về mặt chủ trương cũng như là cơ sở pháp lý thì ba đồng chí bí thư của ba địa phương thống nhất là sẽ có một tờ trình cùng nhau ký với Thủ tướng Chính phủ để kiến nghị Thủ tướng Chính phủ một số các cơ chế để tháo gỡ ngay những khó khăn vướng mắc chứ không chờ cho khi chúng ta chỉnh sửa các quy định pháp luật. Trước những vấn đề phát sinh, Bí thư Thành ủy Hà Nội, trưởng ban chỉ đạo dự án đường Vành đai 4 vùng thủ đô đề nghị ba tỉnh thành cần tăng cường trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, cách làm của nhau để tháo gỡ, vận dụng các giải pháp tạm ứng ngân sách đảm bảo đúng quy định pháp luật, giúp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, lường trước những vấn đề khó, nhạy cảm, còn vướng mắc để chủ động có giải pháp từ sớm, từ xa, kịp thời kiến nghị với Trung ương tháo gỡ. Vốn thì Hà Nội đã ứng quỹ đầu tư phát triển cho 7 quận huyện. Nhưng mà trước khi ứng thì chúng tôi cũng đã, thành phố cũng đã chỉ đạo các quận huyện tự ứng vốn ra để mà chỉnh trang các khu nghĩa trang để có cái địa điểm di chuyển mồ mả. Cái thứ hai thậm chí là cũng đã chi cho người dân di chuyển mồ mả rồi. Hà Nội là đang như thế. Cái quê huyện mà ít thì cũng 100 ngôi đúng không? Huyện nhiều thì cũng đã chuyển được hơn 400 ngôi. Trong số 3 địa phương Vành đai 4 đi qua, Hà Nội hiện có số ngôi mộ lớn nhất với trên 17.300 ngôi. Hà Nội cũng đã quyết định hỗ trợ di chuyển mỗi ngôi mộ 2 triệu đồng trước ngày 31 tháng 12 năm 2022. Đây cũng là bước hỗ trợ chung cho việc di rời mồ mả của Hưng Yên và Bắc Ninh và phấn đấu từ nay đến trước ngày 23 tháng Chạp, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ, tập trung thực hiện công tác di chuyển mồ mả, đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng và bàn giao 70% mặt bằng để khởi công dự án vào tháng 6 năm 2023.